chào tất cả các bạn có khỏe không? Mình vẫn chỗ khỏe chỗ không các bạn ạ. Hôm nay mình thử làm bể cá úp ngược, cho bể nuôi cá cảnh, mình quay vài cảnh chia sẻ các bạn cùng xem. Mình dùng hai que thép, và dùng kìm, uốn hai cái móc như thế này, để làm giá đỡ cho hồ úp ngược. Sau khi uốn xong hai thanh thép, tôi có hai thanh thép làm giá đỡ cho hồ úp ngược. Sau khi làm xong, tôi đổ nước vào hồ và dùng một ống thi rô nhỏ này để hút không khí trong hồ úp ngược ra, nước sẽ dâng lên trong bể úp ngược. Vừa hút không khí trong hồ úp ngược, tôi vừa châm thêm nước, không để nước nước hỏng, nó sẽ không lên được bể úp ngược. Tôi dùng một ít rong và cây hoa nhựa giá trang trí cho hồ thêm sinh động. Tôi ra bể lớn bắt một số cá bảy màu, vân tôi đã bắt được chừng này, tôi đổ vào hồ kính nuôi. Bảy màu đổ vào hồ kính úp ngược, đang ơi không tăng nhìn cũng đẹp nhỉ. Đây cũng đã dài lắm rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, đăng ký, like, comment, ủng hộ kênh YouTube Thanh Hùng 983 ngày thêm phát triển nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.